Em nhận phục hồi trục xế cho anh em gần xa, anh em ở gần thì mang tới em, anh em ở xa chuyển qua đường bưu điện giúp em nha. Ở đây trục xế là em sắp sửa cho anh em ép thẳng luôn cho anh em nha, để đảm bảo độ bền cho sơn xích ổ bi nha. Đây, trục xế này là của ông khách ở ngoài Bắc Giang, Dương Nguyên Khánh. Mời anh Dương Nguyên Khánh vô xem cái trục xế của mình nha, với hai cái nhông cầu trước của anh. Cái nhông cầu trước của anh em cũng đã làm rồi cho anh luôn nha, anh Dương Nguyên Khánh. Đây là cái trục xế của ông Dương Nguyên Khánh ở Bắc Giang, anh gửi vô nhờ em sắp cho anh lại, sắp sửa cho anh. Mời anh Dương Nguyên Khánh vô xem nha, anh ở Bắc Giang, số điện thoại anh đây. Anh em gần xa nào có nhu cầu sắp sửa trục xế, ép sửa trục xế, Hoàng Mai hàng anh được phục vụ nha. Hoàng Mai 0907 790079. Đây em ép sửa rồi em vạt mặt cho anh em để đảm bảo độ bền cho bi và xích nha. Rồi, đây này của khách, đây của ông khách này, ông gửi hai món. Đây một món nữa nè, đây là cái nhông cầu trước của ông khách luôn, nhông cầu trước này của ông khách đó luôn, này nhông cầu trước của ông. Ở đây em phục hồi băng cho anh em luôn nha. Này của ông khách này luôn, ông khách này ở Bắc Giang. Đồ của anh em làm xong rồi nha anh, hôm nay em sẽ chuyển cho anh nha. Đây anh khách Dương Nguyên Khánh, ở đây em phục hồi băng cho anh em, là em có chu tâu hết cho nha, nên cho em nha, để đảm bảo độ bền cho băng nha. Đây là của anh người đây, đây băng đây. Ở đây em phục hồi băng cho anh em là em điều qua chu tôi nha, để đảm bảo độ bền cho băng. Đây là cái nhông cầu trước của ông khách đây. Đây là nhông cầu trước luôn nha, ở đây em nhận phục hồi băng cho anh em luôn. Của đời của khách đây.